Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày đầu tiên của năm mới thì mình chúc tất cả mọi người may mắn và sức khỏe nha. Ngày hôm nay thì bộ trang phục một là Lữ Bố và bộ trang phục thứ hai là Khải Đa Quý thì đã chính thức ra mắt. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ bắt đầu với bộ trang phục của Lữ Bố đầu tiên. Bây giờ này mình thấy Tencent khá là ưa chuộng cái kiểu bay bay nhỉ. Đến gần Lữ Bố mà làm trang phục mà cũng bay bay như này, hiệu ứng bay bay. Đấy, hôm nay thì ở bên kia cũng có trang phục của Lữ Bố nha. Đấy, hai anh em xem sẽ như thế nào đây. Mới ra mắt mà, thì trận đấu này kể cả Khải luôn nha. Khải ván đấu này cả hai bên đều có trang phục đá quý luôn. Giàu thực sự, đúng là bên này Trung Quốc này nó ra trang phục mới vẫn nó mua gươm mầm ấy. Đây là đánh thường thôi nha anh em. Đấy, nhìn hai con Lữ Bố kiểu hơi lác thông cảm. Đùa quả đấy, hơi bị giật mình không nghĩ là mình chém nó mất nhiều máu thế đâu. Thế mà đến lúc mình nhận ra là nó còn một tí máu thì mình tốc biến thôi, cũng nên tốc biến trước rồi. Đấy, hơi tiếc tốc biến một tí. Đau nha. Hiện tại thì bộ trang phục này đang được mở bán với giá là 1350 thẻ. Và các bạn vào trong game thì các bạn sẽ có được mã giảm giá nha. Nó rơi vào khoảng 900 bao nhiêu thẻ thôi đấy. Thì nếu mà bạn nào muốn sở hữu bộ trang phục này ấy, thì mình khuyên là các bạn nên mua bằng nạp bằng tệ. Thì hiện tại Nguyễn Thanh đang bán cái gói là 1.000 thẻ thì sẽ sẽ là 340.000 Việt Nam đồng. Thì có nghĩa là các bạn cứ mua 1.000 thẻ thì các bạn có thể sở hữu được bộ trang phục này rồi. Đấy, giá chỉ khoảng 340.000 thôi. Còn nếu mà bạn nào muốn sở hữu trang phục đá tím của con Khải đấy thì giá là 2.700.000 một viên nha. 2.700.000 các bạn chắc chắn sẽ được đá quý. Đấy. Thì bạn nào muốn mua thì liên hệ ngay vào số đô mình để ở dưới màn hình ấy. Nói chung thì hiệu ứng của bộ trang phục con Lữ Bố này các bạn để ý nhé. Đây, hôm nay thì mình không bật nhạc, mình để cho bạn nghe hiệu ứng của cái âm thanh đòn đánh thường. Ui, hai con ganh cơ. Hồi này thì phải này ulti về rồi. Đấy, ôi Lữ Bố ấy. Con này máu thế à? Mày cái thằng kia cay ấy nhở. Pha đấy nó kéo, nó ăn mạng của mình chứ không pha đấy là mạng nó thuộc về mình rồi. Bực thật sự. Anh em con Khải bên kia cũng sử dụng trang phục ấy nha. Trang phục mà chuyển đổi 3 dạng ấy. Đấy, trang phục đá quý ấy. Thì có điều kiện nếu mượn được nick sớm thì mình sẽ review cho các bạn xem. Với bộ trang phục của Lữ Bố này thì anh em để ý hai cái râu không? Hai râu cực kỳ đẹp. Thực ra thì nhìn nó cũng giống như kiểu dạng ăn Kỳ Lạp Giả Lập thôi mà. Cái râu xong nó đổi màu, đổi sóng. À không, con này không đổi màu, con này giữ nguyên màu cơ. Đây, còn đây là hiệu ứng biến về nha anh em. Mặc dù mình không hết máu nhưng mà mình biến về cho anh em xem. Đây là bộ trang phục fmvp của Lữ Bố. Đấy, hai con Lữ Bố ở trên đây có vẻ đánh hơi nhàn nhỉ. Chiêu giống nhau mà. Tại vì cũng chả có chiêu nào để outplay được. Ui, đây ulti. Nào, tốc biến luôn à. Ui. Hai thằng đều tốc biến, chắc chắn là nó chết rồi. Nó yêu máu thế này sao nó chịu được một quật của mình. Đấy, cứ phải tốc biến trước cho nó chắc anh em ạ. Chứ này giống như pha vừa đấy. Tại vì vừa đấy mình với nó cùng tốc biến mà. Thì mình hồi chắc chắn là thằng kia nó cũng hồi rồi. Cho nên mình cứ tốc biến cho nó chắc cú. Con này thì mình thấy cái chiêu 1 với cả cái ulti thì hiệu ứng nó rõ. Chứ còn chiêu 2 thì hiệu ứng nó hơi nhanh. Bởi vì nó chỉ kiểu gọi là hút hồn thôi mà. Thì chiêu ulti với cả chiêu 1 con này nhìn hiệu ứng khá là rõ nét và đẹp. Đấy, hiệu ứng biến về thì sẽ có một con người giả lập cầm cúp theo. Thì hầu như con FMVP nào cũng đều sẽ có một người giả lập cầm cúp xong rồi cùng biến về mà. Đấy, mặc định sẽ là như thế rồi. Nhìn quả cầm thương trông bay bay, trông hàm hối nhỉ. Đấy, nhìn hai cái râu lượn lượn nhìn rất là đẹp luôn. Tính ra hai con Lữ Bố đi đường trên này đánh nhau kiểu nhàm chán nhỉ. Chiêu nó chỉ có như vậy thôi đấy. Chỉ thằng nào mà hơn cấp hay là hơn vàng hay là mua đồ mà sát thương hơn thì là hơn thôi. Chứ nó cũng không khác biệt nhau nhiều lắm. Ôi, thằng Lữ Bố team kia đâu rồi? Hình như vừa nó ở đây này. Đấy, coi anh em thấy không? Cái con Khải nhá, bộ trang phục Khải vừa nãy cũng hình như cũng lướt trên cái kiếm đi ấy. Kiểu như dạo này Tencent nó thích cái kiểu đấy sao ấy. À, đây. Ui trời ơi, à, vẫn trúng nha, vẫn trúng anh em. Vẫn trúng nha. Thôi. Lại về giữ đường thôi. Hiện tại thì Vương Giả Vinh Diệu đang được một số tuyển thủ bên Liên Quân Mobile họ đang chơi khá là nhiệt tình. Đấy. Hiện tại thì cũng có một số người live stream trực tiếp rồi, nhưng mà mình cũng không có thời gian để mình chơi cho nên là cũng không thể nắm bắt tình hình một cách chính xác được. Hiện tại thì đang gọi như tạm thời lùi xuống để cho những anh em khác có cơ hội được lên sóng. Nào nào, hai thằng nó dịch mình đây này anh em ơi. Hai thằng dịch thì chơi nhá. Chơi nhưng từ từ tạm thời lui, mình còn 3 giây lắm. Ulti. Ôi thằng này ulti trước rồi. Thằng nào ulti trước không bằng thằng nào ulti đâu. Quả ulti xong nhìn cái thương, nó kiểu dạng kiểu ánh lửa xanh ấy, như kiểu của Marco nhục chiến thực sự. Cái đấy là cái nội tại của cái kích. Ơ thằng Lữ Bố nó chết xong rồi đi đâu ấy nhỉ? Đây 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 đây. Ui nó kéo cả Lý Tín lên luôn. Căng nhỉ. Team mình từ Khải đã được 4 mạng rồi đấy. Không, hiện tại chưa có ai. Con này nó thấy người trên đây nó đéo lên. Ui 3 người. Ui tí nữa thì đây này, pha này ulti đẹp này, chặn đầu lại. Ui, trúng được mỗi ông nhỉ. Con hàng Nga lách giỏi thế nhỉ. Ui giời. Ui giời. Ăn được mỗi mạng Khải kìa. À ăn được mỗi Lữ Bố để con Khải nó chạy thoát kìa. Khải với hàng Nga chạy thoát kìa. Tính ra là team mình đi cũng đéo biết đi cho lắm nhỉ. Pha đấy đi đáng lẽ phải tách ra thì cứ đi trụm vào. Đâm ra nó lách ra thì chả không có đường để mà bắt nó. Đây nó quay lại nó phá trụ này. Thế em khốn nạn. Nào lần này có hụt được nữa hay không? Nhưng mà mình không biết có chém được nó hay không cơ, bởi vì nếu mà nó chói của mình, nó chói trúng mình là cũng hoảng đấy. Ui, một phát chém luôn. Không ngờ chưa một mình chém đau phết nhỉ. Thì cũng phải thôi, hiện tại mình đang 404 rồi mà. Tiền đang khá là nhiều. Tầm với Lữ Bố ở không khó nha. Khó chơi. Ô, ulti dọa. Lữ Bố kia ulti dọa. 5k tiền ở bên kia mới có 3k thôi. Kể cả mà mình không solo vẫn hơi khó bởi vì cả hai đều có sát thương chuẩn mà. Đấy, mình cứ phải đợi giây cơ. Ui, đau. Thực sự là quá đau luôn. Ulti, ui trời hụt rồi. Không trúng con nào mới cay. Đấy anh em thấy không? Đi cứ đi trụm để cho nó vụt cho. Xong rồi đến lúc chết thì lại bảo là tại số. Thế anh em đứng càng đông mà con Lữ Bố nó vụt trúng càng nhiều, nó hồi máu càng nhiều ấy. Còn chưa kể sát thương nó to nữa chứ. Nhìn team đi trong chán không? Cứ đi ông nọ kéo nhau hết đi, xong rồi kiểu không có người đẩy đường, không có người để lấy cao lên ấy. Đâm ra là cứ đi phát là nó nhân cơ hội nó ấy bằng sạch. Chơi kiểu đấy rất là ức chế luôn nhá. Không biết giữ đường anh em ạ. Ở đây thực ra thì đây là đánh thường thì các câu kiểu đánh lại hụt rồi. Quả ulti không khí như thế này. Pha này thằng Lữ Bố team kia ulti vào mình là đẹp này, nhưng mà không. Và chém đau vãi. Ui giời, Khải này thì Khải có đến thằng Lữ Bố rồi nữa này. À một phát chém này. Nhanh không nó. Vẫn kịp. Không, tập này thì mình khỏe rồi anh em. Giờ mình riêng con Lữ Bố kia mình hơn nó khoảng 3k tiền rồi cơ mà. Không có cái lý do gì mà mình không chém được cả ba thằng cả. Đấy lại để trộm đường trên kia rồi. Nào, ui, chết rồi. Phí thế nhở. Nếu biết thế thì mình cứ đẩy đường giữa kia. Phải từ nãy giờ đẩy xong cái trụ đường giữa rồi không. 6k9 tiền. Lữ Bố bên kia mới có 5k2. Thế là mình hơn nó 1k7 à. Thế cứ tưởng hơn 3k chứ nhở. Mới hơn được k7. Đây cái đồ mới này sẽ có thêm tốc đánh này. Không biết có khỏe không, nhưng mình thấy ở trong đây kiểu gợi ý ấy, thì cứ lên thử xem. khó anh em thấy team đi nữa, kiểu cảm giác đi kiểu gì ấy. Chặn đầu à, không, chắc chắn nó sẽ ulti. Đấy. Kiểu gì nó nhìn thấy mình nó cũng ulti mà. Cho nên là thôi không ulti. Bây giờ anh em tin này, mình chỉ cần ulti phát là nó cũng ulti, mình bị phí ulti không? Để dành ulti để phát này combat có phải tốt không? Đây, ví dụ là từ chưa có ai. Nào, team. Lúc cần thì không thấy đâu đây. Rồi. Đấy, quả ulti đẹp không? Chống hai thằng nhưng mà team mình vẫn đang loanh quanh chưa lên này. Đấy, lại quyết định chỉ đuổi mỗi hàng Nga. Hàng Nga ván này hơi tội. Ui giời, Khải nó chém kìa. Ui giời. Nhưng mà bắt được mỗi hàng Nga thế. Ui. Thế là đường kia các hai ông đi kiểu gì mà lại để chết được. Đấy, em thấy không? Team đi rất chán luôn nhá. Đấy, ví dụ như lợi thế như kia thì một ông đẩy đường giữa, ông đẩy đường dưới thì xem nào. Có phải nhanh đẩy trận đấu dễ hơn không? Còn trang tử bên kia nó ấy nhỉ, cứng hết nhỉ. Đấy. Ô, sao pha đấy mình ulti vừa nãy, rõ ràng pha vừa nãy con trang tử nó sử dụng ulti rồi mà nhỉ. Mà tại sao pha đấy mình sử dụng ulti mà lại không được, ảo thật sự. Ui chết rồi, con này nó khỏe quá, nó hơn máu mình anh em ạ. Ui đổi mạng. Hai con cùng quỳ kìa. Nhìn có hai con cùng quỳ ảo quá. Con kia nó có 6k tiền mà nó chém đau phết nhỉ. 7k tiền, mình gọi là 9k. Nói chung thì đồ thì cả hai bên cũng như nhau thôi. Nhưng mình chắc là mình sẽ lên cái kiếm. Cái kiếm vụt cho nó đau. Cái này nó có tốc đánh đấy nhưng mà thôi lên cái kiếm này đi. Ui, đánh nhau cứ thiếu người này. May là team mình không ai làm xuống ấy. Một ulti bình thiên hạ. Nhưng mà pha đấy mình chỉ là hỗ trợ thôi. Nào, pha này mà không đẩy thẳng được nữa thì thôi đấy. Ui giời ơi. Ui, chém pha đến nó có kiếm. Kiếm lần này không thoát được đâu. Chỉ thoát được một lần thôi. Mình lại còn đúng, còn lại đúng hai con Lữ Bố này. Mình sẽ không cho nó về nha, mình sẽ ép để cho con Võ Đắc Thiên kia nó đẩy trụ, không biết nó có đẩy được không. Võ Đắc Thiên là sát thương phép thì hơi khó. Đấy, mình sẽ giữ chân thằng Lữ Bố. Lữ Bố này nó không dám đánh nhau với mình đâu, nó thua mình tiền mà. Anh em thấy không? Nhưng con Võ Đắc Thiên này pha đến nó gà, nó không ra hỗ trợ mình từ lúc đầu, có phải là ăn được mạng hay không? Rồi, tìm loại già mẹ này, không, chắc là vẫn kịp ăn này đấy. Thôi lui nhá, ông yếu máu không làm được cái gì. Không có ai vào cũng sử dụng chiêu 2 như đúng rồi. Không chắc là sử dụng để lấy nội tại. Ôi về đã. Đây chờ đây anh, đến đây từ mình chưa ulti vội nha. Để cho con này, con này ulti đã. Đấy, đúng rồi, xong rồi mới đến mình ulti. Đấy sẽ gây ra hiệu ứng khống chế liên tục. Ok, kéo hay. Uầy. Anh em thấy pha sát thương chuẩn. Chí mạng 2.500. Ui, bánh mì kẹp thịt rồi. Thịt này đã ăn giòn quá. Nhưng mình đang tự thắc mắc là tại sao từ nãy giờ hai đứa mình đánh nhau như thế này mà thì mình bằng một cách thần kỳ nào mà chết hết được nhỉ? Đánh kiểu âm binh này thua ngược như chẳng đùa đâu. Rồi. Tự đi vào lưới tình. Không trúng luôn ạ. Khó chịu thực sự. Nào đứng tách cho xem nào. Đuổi thấy Lữ Bố quật cứ tụng tụng với nhau. Anh em nghe tiếng gì không? Đây là tiếng biến về con hàng Nga đấy, chắc chắn ở trong bụi này. Đấy. Lúc đầu mình nhìn nó đã thấy nó lùi về cái hướng bùa xanh này rồi, xong rồi ra đây nghe thấy tiếng biến về các bạn. Cho nên là anh em mà đeo tai nghe đây cũng là một trong cái lợi thế nhá. Đeo tai nghe anh em nhìn được, không phải nhìn mà nghe được nhiều hiệu ứng, nó khá là ok. Ui đau vậy. Nào team, nào đúng rồi, phát nữa. Ui tí nữa thì lại nằm. làm được 3 con nhở. Mà Lữ Bố team nó bây giờ cũng khỏe đấy anh em ạ. Thực ra thì nó tầm này nó cũng đủ đồ rồi, mình thừa tiền thì tầm này chắc nó cũng đủ tiền rồi. Nào từ từ đi cùng nhau phát xem nào. Rồi anh em đợi đây, để thằng dưới thằng Khải kìa. Ôi nãy Khải và Nga kìa, hai tìm nó khôn thế nhở. Anh em từ từ nhá, tìm mình lạc lõng như này. Rồi vào hết đi, một mình cho nó ở trong đấy rồi, bọn kia ở đâu hết ngoài. Ảo bạn trở lại thua rồi. Đánh một trận đấu mà đến hiện tại là đến hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa xong. Bắt bây giờ chắc kiểu bắt lẻ từ thằng của mình. Khải bọn này đứng lui ra này, anh em thấy không? Cái team mình nó cứ đứng chụm vào với nhau, tài thật đấy. Kiểu như mùa đông này ấm áp hay sao, đứng gần nhau ấm hay sao, cứ thích đứng gần nhau, mà trong khi team nó toàn những con mà nếu mà đứng gần nhau thì nó vả gãy hết cổ thôi mà vẫn cứ thích đứng. Nào nào thằng Lữ Bố này, nào đến Trang Tử nữa. Trang Tử một quật không kịp, vẫn kịp rồi. Ok, ui tạm thời lui nha anh em ơi, Lý Tín này nó giết tôi mất. May quá vẫn còn giáp hồi sinh nha. Mình mua cái găng đây, mới găng thịnh nọ này. Nào về đây, yếu máu thì về đi, đừng có lơn nhơn ở đây nữa. Đường dưới lính đang tràn vào kìa. Phút thứ 25 rồi anh em ơi, khi mà trận đấu có đến cả hai. Hụt rồi, mày quá tốc biến. Khi mà trận đấu có đến hai con tướng cả hai bên đều giống nhau, và khi mình kiểu combat nó cứ kiểu rời rạc cái gì ấy, kiểu con lính này ấy. Ủa lại tìm lại ra rồi, không kịp. Mặc dù có lính ấy nhưng mà mình cũng đang khá là yếu máu thôi. Lùi về. Lùi về là cái lựa chọn sáng suốt nhất. Ui, đau. May quá, có tí em ra bảo. Không phải cũng lên bảng rồi. Về nha. Rồi để mình sẽ lên cái kiếm bất tử phát. Tầm này khá là căng, giáp tinh thần của mình vẫn chưa hồi. Đấy, rồi tim đi lẻ vậy nhỉ? Mình không hiểu con này đánh kiểu gì luôn đấy. Cái từng thằng một đều có thể tốc biến rồi. Ngại hụt cái phát thứ này. Rồi phát này mà không combat, không win nữa thôi đấy. Chịu luôn đấy. Nào thằng Marco này về đấy. Cứ đứng đấy để định ăn thêm mạng à? Rồi nhìn thằng AD ra nó ăn bùa đỏ xong nó làm cái gì kia, khó chịu thực sự. Thế tàu này đánh team nó có 3 người mà không bây giờ có thằng AD thì làm team mình win luôn đấy. Mà bây giờ toàn thằng tay ngắn này, không có ai cấu gì ở trụ, mà ở đây hai bọn này nó thủ kinh quá. Rồi tìm chán quá, đánh đấm không còn ai. Thôi lùi về, bây giờ mình yếu máu, mình chả làm gì được. Đấy anh em thấy không, thằng Marco từ nãy giờ nó biến về mà nó đi lên là win đâu rồi đấy. Rồi đánh kiểu này toàn sớm luôn. Mình bây giờ mình chả vào combat được cơ, máu đang yếu. Cái điệu ngồi bây giờ mình mới để ý, kiểu một tay vắt chân lên đùi, xong rồi cái đùi lại cái chân kia vác gác lên thanh kiếm, ngồi như kiểu là tế công ấy anh em ạ. Anh ngồi như kiểu ông tế công ấy. Ông tế công cũng hay kiểu cầm bình rượu xong rồi vắt chân lên, xong rồi tay khoác vào chân, xong rồi cầm bình rượu uống, y dáng tế công luôn. Bán ngày cái này giờ cũng không cần mấy. Cái này mình lên thêm một cái kiếm cuối nữa để tăng thêm cái lượng sát thương, chém cho nó đau. Đâu nhỉ? Để hòa mắt thế nhỉ? Đây. Rồi, team mình đâu rồi? Rồi, ok, tập trung cái đường giữa này. Thể đánh thường mà căng thẳng còn hơn cả đánh hạng luôn ạ. Tầm này ăn hơi khó nhở. Đây, trong đây có thằng này. Cũng hơi khó bởi vì team nó vẫn đủ 4 người cơ, nhưng mà team mình đây là team mình là 5, nhưng mà ăn cái này có vẻ là hơi mạo hiểm một chút đấy nha. Ôi. Ôi vãi cứt ạ, để Lữ Bố cướp được con bạo long ạ. Tôi cũng đến chịu thôi. Cướp thế này thì thua rồi. Cướp này thì thua chặt rồi gì. Thôi mình không chém được thằng này thì mình chết. Tôi chạy vào mắt nữa. Ôi thua. Khải đẩy đến nhà rồi anh em ơi. Đấy, tìm là anh chán thế đấy. Rồi ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và chúc mọi người một năm mới thật là an khang và thịnh vượng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.